Thưa quý vị, Quyền quỹ Tân Thành vừa tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Quyền quỹ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quyền. Giai đoạn 1 2013-2021, Ủy ban Nhân dân quyền Tân Thành cấp 536 giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và công trình xây dựng khác. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp trong số 18 trường hợp xây dựng không giấy phép, xây dựng sai phép. Đối với công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, Ủy ban nhân dân quyện đã kiểm tra lập biên bản 415 trường hợp, thực hiện năm đợt giải tỏa lớn chiếm lòng lề đường, phạm vi che phóng mặt bằng các tuyến đường giao thông trên địa bàn quyện. Đối với công tác quản lý đất công giai đoạn 2016-2020, Đoàn kiểm tra liên ngành của quyện đã kiểm tra 225 trường hợp, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp với số tiền trên 227 triệu đồng chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Quyền ủy Tân Thạnh Bùi Quốc Bảo đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể từ quyền đến cơ sở phối hợp cùng các địa phương thực hiện kiên quyết và tăng cường hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý, chấn chỉnh kỹ cương, thực hiện chế độ xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.